ông lão này đang chuẩn bị cạo râu. Thì ra bọt cạo râu lại trở nên cứng. Ông cầm dao cạo lên kiểm tra tình hình, chẳng lẽ là do mua nhầm? Của nhiên nhãn dán bị dán ngược, mở ra xem hóa ra là keo bọt. Ông lão tức giận, nhanh chóng dùng tay gỡ ra. Chính lúc này, con rể vừa hay vào phòng. Thì ra đây đều là kiệt tác của cậu nhóc. Chính là vào vài ngày trước, ông lão chuyển tới nhà con gái ở, nhưng mọi người trong nhà đều rất vui, ngoại trừ chỉ có cháu nội là không muốn. Thì ra ông nội chiếm mất phòng của cậu nhóc. Cậu nhóc Peter chỉ đành chuyển ra ngoài gác xếp ở. Không chỉ môi trường giờ tệ, còn xuất hiện cả rơi. Đang làm bài tập đột nhiên mất điện, hóa ra là do chuột cắn đứt dây điện. Những ngày tháng như vậy, Peter không muốn sống thêm dù chỉ một ngày, vì thế đã gửi thư quyết chiến với ông nội Ed. Nội trong 24 giờ phải trả lại phòng cho cháu, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông Ed nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, chẳng quan tâm. Quả nhiên vào tối hôm sau, Peter bắt đầu hành động. Cậu đem loa âm thanh gắn vào trong chiếc xe điều khiển, lén đột nhập vào phòng của ông Ed, khiến cho ông Ed tỉnh giấc. Trước khi rời đi còn không quên để lại dòng chữ: cháu hỏi ông có trả hay không, đứa trẻ này là đang làm thật, xem ông thu phục cháu như nào đây. Ngày hôm sau khi đi học, giáo viên bảo Peter đọc bài tập về nhà. Kết quả, tôi hàng ngày không tắm. Peter lập tức phản công. Lúc này cháu gái tới phòng của ông Ed. Trong lúc nói chuyện, cô cháu gái muốn hộp thủy tinh đầy viên bi ở trên bàn. Ông Ed đương nhiên đồng ý, nhưng cầm cả nửa ngày nó vẫn không động đậy. Kết quả là cũ ngã ngày đau đó. Hết cách, ông Ed quyết định chính thức nhận lời thách đấu. Nhưng nhất định phải có 3 quy ước. Đầu tiên là không được làm hại tới người nhà. Điều thứ hai, phải tuyệt đối giữ bí mật. Peter cũng không có ý kiến. Hai người cũng đã ký một thỏa thuận. Khi Peter chuẩn bị rời đi, ông Ed cũng buông ra những lời uy hiếp. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cháu nhất định phải chú ý. Ông Ed đang nhàn rỗi ngồi nghe đài. Kết quả, chiếc đĩa càng quay càng nhanh. Chính vào lúc ông Ed đang xem xét, chiếc đĩa hát đột nhiên bay mất, khiến cho cả căn phòng trở thành mớ hỗn độn. Đây chắc hẳn lại là trò đùa ác ý của Peter. Ông Ed cũng quen với điều đó, cầm theo đĩa nhạc đi tới gác xếp. Dylan lại nhìn thấy giấy phòng trộm. Nhóc con muốn đấu với ta. Ông ấy nhẹ nhàng gỡ miếng giấy ra, sau đó mở cửa phòng. Peter khi đi học về, kiểm tra tờ giấy, xác định rằng đã an toàn, mới mở cửa phòng, vừa đặt cặp sách xuống. Thì ra là ông Ed đã tháo tất cả các ốc vít. Ngày hôm sau, Peter ở trường học nói với bạn học, cậu đã bỏ vào trong cà phê của ông nội một thìa muối, nhưng điều cậu không biết là ly cà phê này là của mẹ cậu uống. Hôm đó ông Ed cùng với bạn đi chơi golf, kết quả là vừa đánh một gậy, mấy người liền gặp rắc rối, vứt bỏ cây gậy nhanh chóng chạy đi. Xem ra nhất định phải trang bị mới có thể khiến cậu nhóc Peter tâm phục. Rất nhanh ông Ed đã tới siêu thị, mua một xe lớn trang bị, chuẩn bị thu phục cháu nội. Mà chuyện này cũng khiến cho phục vụ hoang mang luôn. Trở về nhà, ông bắt đầu điều khiển máy bay không người lái. Kết quả là máy bay không người lái đã không nghe lời, làm rối tung cả ngôi nhà. Hết cách, ông gọi cháu gái tới, bảo cháu gái dạy mình cách điều khiển thiết bị. Cứ như vậy, ông cuối cùng có thể theo dõi hành động của Peter. Chính lúc này, ông Ed đột ngột hắt hơi, máy bay không người lái mất kiểm soát. Đợi tới khi ông muốn khởi động lại, đã quá muộn rồi, máy bay không người lái va vào đầu của con gái. Buổi tối ông Ed chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ông lật chăn ra xem, hóa ra trên giường có một con rắn. Đúng là dọa người ta chết khiếp. Ông nhanh chóng mở cửa sổ, chuẩn bị chạy trốn, kết quả là trượt chân. Cậu nhóc đem kem đánh răng quết vào bánh quy, sau đó lại đem nó trở lại ban đầu, bỏ nó vào hộp và muốn chơi khăm ông nội. Nào ngờ buổi đêm người bố lại đói, cắn một miếng. Chính lúc này Peter nhân lúc ông nội đang ngủ, kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp bằng một cây gậy. Đội cứu hộ lập tức lái xe tới, phá cửa xông vào. Ông Ed tưởng đó là cướp, cơ thể không ngừng giãy giụa. Người cứu hộ vừa nhìn bệnh này không hề nhẹ, liền tiêm cho ông Ed một liều an thần. Ông Ed cũng bắt đầu phản công. Khi Peter đang ăn ở trường, tên trùm trường tới gây sự, trực tiếp mở cặp sách của Peter ra. Sau đó Peter bị tẩm quất cho một trận. Vì để trả thù ông Ed, cậu đã lén đem đổi nhạc chuông điện thoại của ông Ed. Đợi khi ông đang dự đám tang của bạn mình, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Không chú ý, điện thoại bay ra ngoài, vừa hay lại rơi vào người đã khuất. Muốn nhặt nó lên, nhưng lại bị tuột vào trong quần. Sau một loạt hành động, cuối cùng đã lấy được điện thoại, nhưng cũng thật là xấu hổ. Hôm đó hai ông cháu đi câu cá, kết quả là ông bị cảnh sát trên sông bắt quả tang. Vì để trốn thoát, ông Ed đánh thuyền thẳng vào bờ. Ngày hôm sau, em gái đón sinh nhật, Peter đặt ở chỗ ngồi của ông già Noel, đã bố trí ở đó một khẩu súng. Ông già Noel không phải là ông Ed,
Cậu nhóc muốn tháo bỏ thiết bị, nhưng lại bị bố gọi tới giúp một tay. Lúc này một con chuột cắn dây điện, ông S tiến lên kiểm tra. Cậu nhóc lúc này lại cắm điện, ông S trực tiếp bị giật điện. Một ông già Noel khác cũng bị bắn văng đi, khiến ông già Noel ngã xuống trực tiếp ngất đi. Đứng dậy còn đi chưa được hai bước, liền đâm đổ cây thông Noel. Cây thông Noel đổ vào ngọn lửa, lập tức lửa bốc lên. Hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn, không dễ gì mới dập tắt được lửa. Xe trượt tuyết lúc này lại trượt xuống, đâm trực diện vào chiếc cây. Chiếc cây đang đổ về phía Peter. Vào thời khắc nguy hiểm, ông S đã cứu Peter, nhưng bản thân lại bị thương. Hai người cuối cùng cũng đã dừng đối đầu. Peter xin lỗi ông nội, nhưng ông S cũng không trách cậu, mà lại ôm cậu nhóc vào lòng. Đây là một bộ phim hài hước. Mặc dù hai ông cháu đối đầu nhau, nhưng cuối cùng vẫn thể hiện sự tuyệt vời của tình thương, tình máu mủ. Được rồi, bộ phim kết thúc. Đừng quên follow tôi nha.